mà không biết cái loại kẹo này thì chắc chắn không phải là người Quảng Ngãi rồi. Ta nói cái này á là kẹo tuổi thơ của rất rất là nhiều người Quảng Ngãi luôn. Thiệt sự đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn thử cái loại kẹo mạch nha này luôn á mấy bà. Mà cái hộp kẹo này á là tôi mua có 20 mấy ngàn à, bằng một ly trà sữa thôi hả. Thiệt lòng là không biết là có dính hay không, nhưng mà khi mà gỡ ra là chắc chắn là dính tay nha mấy bà. Cái kẹo này cực kỳ dính luôn á. Trời ơi, ta nói nó có cái màu vàng óng ánh, nhìn ở ngoài đẹp lắm luôn á. Tôi thấy là cái nắp đậy cực kỳ chắc chắn luôn, bởi vì khi mà mình mua mình cũng không có sợ bị kiến vô nữa. Trời ơi, khi mà tôi ăn cái đầu tiên nha, công nhận nó ngọt gắt luôn mấy bà. Cái kẹo mạch nha này nè, được làm từ đường mạch nha qua rất là nhiều công đoạn phức tạp luôn á mới tạo ra được một cái hũ kẹo như vậy á mấy bà. Trời ơi, khi mà mình ăn nha, mình tưởng tượng giống như ăn kẹo kéo ở trong miền Nam của mình vậy đó. Nghĩa là ngọt gắt luôn á, khi mà mình ăn không á, thiệt sự là lúc đầu á là tôi không muốn ăn lần thứ hai luôn á. Tôi nghe nói là ăn với bánh đa với là dừa bào á thì cực kỳ ngọt. Ở nhà có cái bánh đa chà bá luôn, tôi lấy ra tôi ăn thử. Còn cái dừa này á là tôi mua của cô bán xôi là dính thiệt sự nha mấy bà. Tôi không nghĩ là sự kết hợp này nó ngon đến như vậy luôn á. Cái bánh đa nha, xong rồi mình quết một phần mạch nha lên rồi mình cho dừa bào lên là trời, phải hồi nãy á tôi bỏ cuộc ngang á là hối hận rồi đó mấy bà. Cái sự kết hợp này là ngon thiệt sự luôn á. Cái bánh đa thì nó giòn giòn, nó béo béo nha, còn cái phần mạch nha thì nó ngọt ngọt, nó hòa quyện như cái độ béo của cái phần dừa bào á, không hề ngán xíu nào luôn á. Cứ mà cho tôi ăn cái phần kẹo mạch nha không là tôi không có ăn được đâu, tại vì nó ngọt gắt ngán lắm luôn. Tôi ăn tôi cảm nhận nha, cái kẹo mạch nha này nếu như mà mình ăn không á cực kỳ ngán luôn, tại vì nó ngọt gắt. Mà khi mà mình kết hợp với bánh đa nè, dừa bào thì nó cân bằng lại vị giác cho mình, cảm giác là đang ăn một cái gì đó khác chứ không phải là ăn cái kẹo mạch nha ban đầu mà mình ăn không nữa mấy bà. Theo tôi biết á là cái kẹo mạch nha này nè, mình sử dụng để nấu ăn cũng được luôn mấy bà. Mà hỏi thiệt nha, ngoài cái cách ăn như vậy á là còn có cách ăn nào ngon hơn không mấy bà?